Em chào tất cả các bác đến với kênh Cửa Thôn Cỏ Ba Miền. Thì tiếp tục những video em sẽ giới thiệu cho các bác về những cái dòng cây độc lạ, những cái dòng cây nhập khẩu. Thì hôm nay em lên video để giới thiệu cũng như là chia sẻ cho các bác về cái dòng cây táo tàu ban giao các bác nhé. Dòng quả dẹp, một trong những cái giống táo tàu giống mới cực kỳ được ưa chuộng ở thị trường Việt Nam trong một năm trở lại đây. Hôm nay thì em sẽ chủ yếu giới thiệu cho các bác về những cái dòng cây to, đường kính gốc được khoảng 3 phân rồi. Tổng chiều cao cây được khoảng 1m8 đến 2 mét. Cây rất là đẹp, dòng này về các bác trồng có thể là ăn trái ngay, mình trồng ở sân vườn thì sẽ có trái ngay các bác nhé. Đó, hàng vào bầu chắc chắn ổn định rồi. Thì chốc nữa thì em sẽ chèn những cái hình ảnh của những cái trái táo tàu ban giao lên đây để cho các bác cùng xem các bác nhé. Táo tàu ban giao là một trong những dòng táo mới, ăn rất là giòn, ngọt và ngon. Một trong những cái giống táo đắt đỏ nhất tại thị trường Trung Quốc hiện tại các bác nhé. Và khi nhập khẩu về Việt Nam thì giá thành quả cũng rất là cao. Đó, còn giống táo ban giao này thì nó khá là phù hợp với cái khí hậu của Việt Nam các bác nhé. Đó, nó có thể chịu lạnh lên tới cả âm độ C các bác nhé. Và chịu nóng lên tới cả 40 độ C. Chính vì vậy, về cái thị trường Việt Nam ấy, về cái khí hậu của Việt Nam, thời tiết rất là ôn hòa. Chỉ dao động từ 15 đến 30 độ, 40 độ C là cùng thôi. Thì nó sẽ rất là phù hợp. Đó, nhà em thì nhập một lô hàng rất là nhiều. Thì lên đây để bán buôn, bán lẻ cho tất cả các bác nhé. Những khách hàng nào các bác mua số lượng thì có thể là nhắn tin trực tiếp cho em sẽ báo cho bác những cái giá rất là tốt để cho các bác có thể là trồng số lượng để các bác đầu tư. Đó, mua lẻ thì em cũng vẫn gửi hàng toàn quốc các bác nhé. Dòng cây này thì chắc chắn là phải gửi bằng xe khách hoặc xe tải rồi. Hàng ship code thì nó trên mét 6 thì thông thường thì bên shipper người ta không nhận. Đó, đặc tính của dòng táo ban giao này thì các bác trồng thì quả rất đẹp, khi chín thì quả có màu đỏ và trái nhìn rất là bắt mắt các bác nhé. Ở bên bên Trung Quốc thì người ta trồng phổ biến cái dòng táo ban giao này để làm kinh tế bán quả rất là nhiều. Thì ở Việt Nam thì những cái vùng như khu vực Tây Nguyên này, đó các bác có thể là có những cái khí hậu rất là tuyệt vời và cái thổ nhưỡng đất rất là tốt thì mình có thể là trồng thử kinh tế những cái dòng này để bán trái các bác nhé. Dòng này trái thì sẽ chủ yếu xuất vào siêu thị vì nó chứa khá là nhiều hàm lượng dinh dưỡng cũng như là độ ngon rất là ngon các bác nhé. Đó thì mình không phải đi nhập khẩu trái nữa thì cái giá thành quả sẽ rất là tốt và các bác bán sẽ rất là được giá các bác nhé. Đó, cây nhà em thì mầm bật lên rất là đẹp rồi. Dòng này các bác về trồng thì cực kỳ yên tâm và đảm bảo tất cả nồng mầm mầm nọc đều lên hết rồi các bác nhé. Số lượng rất là nhiều. Chỗ này còn tầm khoảng tầm 6.000 các bác nhé. Đó, thì khách hàng nào các bác trồng khoảng đầu trăm thì em sẽ báo cái giá rất là tốt cho các bác. Ngoài những cái dòng cây to này thì em cũng có những cái dòng cây giống các bác nhé. Dòng cây giống thì nó chỉ cao được khoảng tầm 50 cm thôi. Đó, còn dòng này dòng cây to rồi. Rất là phù hợp với những khách hàng nào các bác trồng chơi một hai cây. Đó, mình có thể là tiết kiệm được cái thời gian chăm sóc, có thể cho quả ngay. Táo ban giao thì trước đó về Việt Nam rất là nhiều dòng táo rồi, có dòng GA866 này, dòng đông giao này, dòng Tiger này, rất là nhiều dòng các bác nhé, thì đều phù hợp với khí hậu Việt Nam và cho năng suất quả rất là nhiều. Đó, các bác trồng ban công rất là nhiều các bác nhé. Khách hàng các bác feedback lại thì các bác trồng ở ban công, trồng sân thượng, trồng sân vườn rất là nhiều và em thấy là cho quả cực kỳ sai luôn. Đó thì các bác có thể là an tâm về cái dòng cây hồng táo hay những gọi là táo tàu của Trung Quốc ấy. Rất phù hợp với khí hậu Việt Nam. Đó, ngoài những cái dòng táo này thì em cũng còn một vài cái giống giống táo cũ nữa các bác nhé. Thì các bác quan tâm giống nào thì có thể nhắn tin cho em. Đó, hôm nay thì em chủ yếu sẽ nên giới thiệu cho các bác. Thứ nhất là tìm khách buôn các bác nhé. Chủ yếu là nhà bán buôn thì em sẽ tìm đến khách buôn các bạn. Tất cả những cái giống thì các bác mua buôn giá thành rất là tốt các bác nhé. Tất cả những cái dòng cây nhập khẩu hiện tại nhà em đang cung cấp. À, táo ban giao quả dẹp. Dòng táo này năm ngoài mới về thị trường Việt Nam em thấy giá thành rất đắt đỏ các bác nhé. Giá bán lẻ của những cái cây đấy phải tầm từ 2,5 triệu đến 3 triệu. Tuy nhiên bây giờ giá giảm rất là sâu rồi, rất nhiều khách hàng các bác có thể là tiếp cận được.
Cây rất nhiều, cực kỳ đẹp. Thì bác nào mà đang quan tâm về cái dòng táo tàu ban giao đó, các bác trồng kinh tế trồng nè, thì có thể nhắn tin cho em nhé, em để số điện thoại qua trên màn hình cho các bác. Và bây giờ em xin tạm dừng ở đây, chúc tất cả các bác nhiều sức khỏe và luôn mua những cây trồng chất lượng nhất. Em chào tất cả các bác.